Vâng, chúng ta đến với trận đấu đầu tiên ở trong thời đại 22 xem. Cao Quýt cộng với Hoàng Y sẽ đầu với Đỗ Thành cộng với Ngạch Hán. Vâng, kèo rất cân. Vừa rồi thì ở trong kèo đôi Asiran thì Hoàng Y cũng đã vượt qua Ngạch Hán với tỷ số là 3-2. Và để xem ngày hôm nay phải là ngày toàn thắng của Việt Nam hay không. Và tôi không biết rằng cái trình độ của Ngạch Hán và trình độ của Đỗ Thành thi đấu cái thể loại đích map như thế nào. Nhưng mà Hoàng Minh Nhi và Cam Quýt trong thời gian vừa rồi cũng luyện tập rất nhiều. Hôm nay có một cái gì đây? Trận thi đấu này các bạn có nhìn thấy Hoàng Minh Nhi với những bước dò đầu tiên. Anh đang muốn tìm đồ lùa về mà dường như là không có Thành ơi. Gỗ đầu thì không phải là quá gần. Anh muốn tìm đồ lùa về cũng là hợp lý thôi. Mà không có rồi, bắt buộc phải đặt chiếc BG. Ba con đôi đi dò ba hướng nhưng mà không thấy đồ lùa về. Hơi đen dành cho anh. Chúng ta sẽ đến với ảnh máy của Cam Quýt. Để cho Cam Quýt lên hình tí. Đây là Cam Quýt. Vâng, bốn người phát thì có xuất hiện tình trạng nó đang hơi giật lag một chút. Vâng, đã 1.5 rồi nó còn lag. Thì nó sẽ thành khoảng tầm 1.25. Chưa chạm đến cái mức 1.0. À đây, được rồi. Ok, mạng ổn rồi. Ở đâu hình như là 2.0, sao thấy nhanh thế nhỉ? Và như vậy là trong trận đấu đầu tiên này thì cả hai em thủ của Việt Nam, Cam Quýt và Hoàng Minh Nhi thì đều không có em thủ nào có thể thiếu theo một cái bài mà người ta hay gọi là bài tàu. Nghĩa là cả hai đều không có đùa về từ những phút đầu tiên. Và bên phía bên kia thì Ngạch Hán và Đỗ Thành. Vâng, Đỗ Thành được người Việt Nam ta tung hô đó là ông vua đánh online. Đấy, trong thời gian mà anh tham dự đoàn AFC Trung Quốc để có thể sang Việt Nam thi đấu thì thực sự rằng bằng trên bằng đánh online, nghĩa là đánh qua cái cổng CGC cổng CGA thì anh ấy thi đấu rất khủng khiếp và đánh cho chim sẻ nắng thì dường như chẳng có tí cửa bật nào cả. Mà khi đấu offline nó không phải là như vậy. Và Đỗ Thành cũng không làm được quá nhiều trong giải AFC Trung vừa rồi. Nhưng mà khi mà ông này thi đấu online thì các bạn phải cẩn thận. Vâng, ông vua đánh online đấy. Không thể đùa một tí nào cả. Vâng, nhân đây thì mình sẽ nói các bạn là cái thể loại mà mình thích bình luận nhất đó chính là cái thể loại thể loại đích map. Còn thể loại mình không thích bình luận nhất đó chính là cái thể loại này, cái loại xem. Nó rất là khó bởi vì cái bình thường là các bạn biết rồi thì những cái câu bình luận của ta nó không. Và cái thể loại này thì các bạn biết rồi, nó rất là chậm nên là các bạn những cái câu bình luận nó sẽ hay bị lặp nên là mình không thích cái điều này cho lắm. Mà thôi, quay trở lại với trận đấu này thôi. Cam thủ có vẻ là hơi lag nên anh quyết định tăng speed 2.0 từ khá sớm.
25 dần của Conquist, và Conquist đã kích đời rồi, hình như là 72x thì phải. Còn hai con voi nữa. Với cái bài này của hoàng của Conquist thì khan Conquist sẽ phải bắt buộc phải câu hai voi này về để có thể có một cái pha ép đời chuẩn. Nếu như anh ép đời, vâng, nếu anh cầu xịt chắc chắn mình huống sẽ là ép đời lỗi. Vâng, thể thật cẩn thận. Con voi bắt buộc phải về. Đấy, thấy không? Một bài này lên cũng chỉ vừa sinh thôi. Vừa sinh đồ luôn. Vâng, chỉ lần nữa chặt gỗ sau đó thì ra ruộng. Chúng ta đến với mảnh máy của Hoàng Mai Nhi. Đây là Hoàng Mai Nhi và ngoài ơi, Trinh Hàn chết một dần. Và bài của Hoàng Mai Nhi là rất nhiều voi. Và tôi thấy 4 sắc voi thì là chính quả phụ có luôn. Nhưng mà là bài của Hoàng Mai Nhi đẹp hơn bài của Capquid. Oh,
Alo. Và chúng ta quay trở lại thôi. Vừa rồi thì mình cũng tranh thủ chút ít thời gian để có thể đá qua bát cơm. Nãy giờ thì từ sáng giờ thì chưa ăn cái gì. Chúng ta quay về trở lại với trận này. Đêm anh máy của huyền thủ Hoàng Mai Nhi và một tên đi cùng có thể gọi là ảo của Hoàng Mai Nhi vào nhà của Trinh Han, tức là Ngạch Hán. Mấy tên của anh dường như là không hiệu quả. Bây giờ Ngạch Hán đang phản đòn bằng một cái pha mà rất đông quân. Bây giờ Hoàng Mai Nhi sẽ đỡ như thế nào đây? Chúng ta cùng chờ đợi pha đỡ này, sau đó chúng ta sẽ quay sang mảnh máy của cái thủ Cam Quýt. Quân vẫn đang là rất đông, nhưng mà nhà của Ngạch Hán thì dường như là không còn quá nhiều quân. Hán được rồi, đi công tất tay rồi. Và Hoàng Mai Nhi phải đi tên đi cùng này. Tham Lai vẫn đang giữ được ở vầng 57/68, vẫn đỡ tươi nhà. Và đây tên móc ngược trở lại đến từ Hoàng Mai Nhi. Và chúng ta quay trở lại mảnh máy của game thủ. Đây rồi, đây là mảnh máy Cam Quýt. Vâng, Cam Quýt nãy giờ thì chưa đi quân rồi, nhà BC đã có rồi. Quay phát triển tay to đây sao? Vâng, thường thì đánh 2-2 xe, các bạn sẽ có một game thủ sẽ đi đấu bán máu. Theo kiểu bán máu đó, kiểu đi công phũ phàng. Cái gì? Vâng, tôi nhìn nhầm không, vẫn 4A là sao? Vâng, anh cần phải tăng A ngay, luôn và ngay. Vâng, tăng A quá chậm đến từ Cam Quýt. Bây giờ thì các bạn thấy cái số lượng quân nó thực sự là chênh lệch. Vâng, số lượng quân của Yu Zheng, tức là Đổ Thánh, nó quá chênh lệch so với số lượng quân của Cam Quýt. Nhưng mà không, vâng, không có ba. Vâng, ra tầm 2 tờ nữa tôi nghĩ là Cam Quýt sẽ thủ được trong tờ này. Nhưng mà tôi nghĩ anh cần phải tăng A lên. Vâng, số lượng, vâng, chạy luôn. Vâng, chạy nhà luôn đến từ game thủ Đổ Thánh. Ồ, tuyệt vời. Và đây là pha đấu quân, và tôi nghĩ tờ này rền giữ thả diều thôi. Họ đứng nhà A, mình cũng chả làm cái gì đâu. Đập luôn. Số lượng dân của Quýt đang là rất nhiều. Một trận mà Cam Quýt đang tập trung sóc dân hơn là sóc quân. Rồi, tờ này chơi được. Vâng, đập hết những con R bên trong nhà đấy, bò kín nhà mình lại. Sau đó thì tăng một nhà BIV bên trong, kéo quân về đỡ. Vâng, quân là hơi ít khi mà nhìn thấy Cam Quýt 4A nãy giờ. Vâng, ra một con. Úi dồi ôi, sóc quân kiểu gì thế này. Vâng, một con ra đều, 4A và 1A ra đều. BC đã có rồi. Phong cách rất trâu bò đến từ Cam Quýt. Và quay trở lại với Hoàng My. Hoàng My còn thở trước đổ trước Jing Han hay không? Như vậy liên tục bị tờn móc máy, nó khó chịu vô cùng. Tôi bảo rồi, ông này sở trường đó chính là móc máy mà. Thanh Lai chỉ còn là 51. Vâng, một tờn đứng quân rất thông minh đến từ Đổ Thánh. À, đến từ Ngạch Hạn. Vẫn nằm mà đều. Không biết rằng anh sẽ đều được mấy tờn. Chỉ là 2 con R thôi, nhưng mà đang kéo theo khoảng tầm 1 kích R của Hoàng Mai Nhi. Và Hoàng Mai Nhi đang muốn bắt cái tên R này. Bắt. Bắt luôn. Một con. Cho nằm xuống đi. Vâng, lại là một tên đi quân nữa. Nhưng mà là cả hai em thủ của Hà Nội đang có một tình huống mà tổ chức bắt quân của Đổ Thánh. Tổ chức bắt quân của Đổ Thánh. Và vẫn chưa bắt được. Vâng, nhưng mà không còn quá nhiều. Và tên này thì anh cần phải chú ý những tên đấu cùng tại nhà A của mình. Vâng, quay trở lại và bắt tên cung này trước. Sau đó thì sẽ là một cái tòa mà ra nhà BA và giải cứu sau. Vâng, Đổ Thánh và Ngạch Hán dường như kết hợp không tốt với nhau trong tình huống này. Rồi, rồi, những pha BA rất khít đến từ Hoàng Mai Nhi. Tuyệt vời, Tham Lai là 57. Và bây giờ thì bị Ngạch Hán ô ba. Một tên này không vấn đề gì. Chắc không vấn đề gì mà số lượng quân của Hoàng Mai Nhi không phải là ít. Một trận mà Hoàng Mai Nhi châu quân, còn Cam Quýt là châu dân. Tên này ô ba, vâng, tên này đấu tươi luôn. Vâng, Đô Thánh rất hay nhầm xin lỗi các bạn. Vâng, Ngạch Hán đã phải rút lui luôn rồi. Nam A tiếp tục là sóc đều, và bây giờ thì sẽ đẩy ngược lại chẳng. Tôi nhìn thấy số lượng quân của Hoàng Nhi đang nhiều hơn số lượng quân của Ngạch Hán. Vâng, lại là một vài con giờ để móc máy. Ngạch Hán đánh thực sự là khó chịu, thực sự là khó chịu. Quay trở lại Cam Quýt. Cam Quýt làm gì chưa? Thà vẫn 59, lúc đấy thì tôi xem là 60, bây giờ thì là 59 mà không nở tham trong một vài phút vừa qua. Và dường như những tên đi quân của Đổ Thánh vẫn đang có cái sự hiệu quả riêng. Vẫn 4A sao? Ta sao không tăng A thứ 5? Tham 61 và tăng A có vẻ là hơi chậm. Thôi quay trở lại với Hoàng Mai Nhi thôi. Để xem Hoàng Mai Nhi không lại bị móc mày. Khó chịu vô cùng. Và các bạn nhìn thấy nhà của... Vâng, nhà của Ngạch Hán rất sâu. Đấy, nhà của họ rất sâu ấy. Thế thôi, vâng, từ chỗ này mà đi sang thì nó là... Vâng, bát ngát bao la luôn. Vâng, thích làm gì thì làm. Mà lại không thấy nãy giờ. Bây giờ mới có tên đi cùng tốt đến từ Hoàng Mai Nhi. Ăn được một vài con nông dân. Một pha F3 của Hoàng Mai Nhi. Không biết F3 để làm cái gì đây.
Vâng, em này để tránh tình trạng mà gây phân tâm cho game thủ nên là mình sẽ buộc phải bình luận ở một cái tầng khác, tầng các game thủ thi đấu nên là không thể nào mà chim lợn cho các anh được. Bên phía trên thì có bình luận viên của Hà Nội rồi nhưng mà không phải tại sao mà không biết chim lợn kiểu gì mà Hoàng Minh Nhi đồng bị móc máy rất khó chịu. Vâng, tân cung, hai tân đi cung của Hoàng Minh Nhi. Vâng, nhưng bây giờ thì nhà anh thì khả năng sẽ bay rồi, quần hán là quá đông. Thằng này tụt xuống còn 44. Vâng, tân cung này liệu rằng hiệu quả hay không? Đang hơi giật. Vâng, Ngạch Hán nhà rất xấu quá, nhìn thấy vâng. Hai cầu thủ Trung Quốc ở trong trận đấu này, Ngạch Hán và Đổ Thánh nhà siêu xấu luôn. Siêu xấu luôn, không phải xấu kiểu bình thường nữa. Vâng, nhà có dừng đâu khổ. Nhưng mà tôi thấy những con rùa của Amquist ở giữa nhà chính của game thủ Đổ Thánh. Vâng, Đổ Thánh cũng có tần móc máy rất tuyệt vời. Vẫn 4A mà tại sao như vậy hả Amquist? Vâng, đánh đến cái phút thứ bao nhiêu rồi? Phút thứ 30 và vẫn 4A sao? Phải chăng là chớp? Vâng, mình có cửa trên đâu mà chớp. Vâng, bao giờ mình cửa trên mới chớp được. Và bây giờ là một tên cùng tiếp theo của Đồ Thánh. Những pha vẻ mà phải là quá quen thuộc rồi. Nhưng mà tên này thì Capquist có dốc và Đồ Thánh sẽ phải lùi. Vẫn là hai con gà móc máy. Độ khó chịu lên tới đỉnh điểm. Và bây giờ tất cả phụ thuộc ở Capquist khi mà bên phía bên kia thì đã bay nhà hết rồi. Bên phía bên kia thì Hoàng Minh đã bay nhà rồi. Bên họ thì có hai cái bài nó cũng chả vẻ đẹp. Và sao quân Đổ Thánh nó đông thế nhỉ? Mà nó cảm giác nó cứ đông đông kiểu gì, vẫn 4A dành Capquist. Bây giờ mới tăng A thứ 5. Phút thứ 31 trong game và Capquist tăng A thứ 5. Hơi ảo. Bây giờ thì bị bắn vào dãy hàng E này. Một cái dãy gọi là điểm yếu của Capquist. Quay trở lại với Hoàng Minh Nhi. Hoàng Minh Nhi tham 24 không ổn rồi. Tất cả nằm ở Capquist trận này thôi. Liệu rằng Capquist có thể đem lại chiến thắng dành cho cặp đôi của Hà Nội hay không? Trận đấu mà tôi đánh giá là em tăng A quá muộn. Đây rồi. Nhưng đây là một tên đi cùng lỗi. Một tên đi cùng lỗi đến từ game thủ Đỗ Thánh. Và Đỗ Thánh đứng lại thi đấu luận. Đỗ Thánh có một con dốc nhỏ nhỏ xinh xinh. Vâng, nhưng mà con dốc này không thể giúp cho Đỗ Thánh có thể giành một chiến thắng trong pha đấu cùng này. Và lại lên con gr mọc máy. Vâng, Đỗ Thánh đánh quá khó chịu. Vẫn không khác Ngạch Hán cả. Và đây, nhưng mà đây là tình huống mà Đỗ Thánh sẽ phải trả giá bằng 4 con gr đi mọc máy. Thì trả giá đi. Lại là cái tên mà móc vào nhà BA. Khó chịu vô cùng. Một cái ruộng. Một cái ruộng là kín luôn. Một cái E. Một cái ruộng. Hợp lý. Bây giờ thì quay về bắt. Quân của anh Hán cũng đang có ở đây. Mà Capquist thì không phải là ít. Tình huống này là tình huống mà có thể cân được 2. Vâng, thằng này 6-2. Bây giờ thì có 5 nhà BA rồi. Một lượng gỗ đang hơi yếu. Tên đi cùng tiếp theo của Capquist vào nhà của Đỗ Thánh chăng? Phía bên kia thì Hoàng Minh yếu lắm rồi. Lũi thôi xem tham lai chỉ còn là 2x thôi. Bây giờ đâu biết tham lai còn bao nhiêu. Phụ thuộc tất cả vào Capquist. Capquist đưa một nửa về đỡ. Dường như là có một tình huống mà Hoàng Minh đã thông báo rằng sẽ có quần của Ngạch Hán sang phía bên này. Một tên đi cung ảo của Capquist. Đây là tình huống đi cung đầu tiên ảo của Capquist trở trong trận đấu này. Một trận đấu mà Capquist đang đi cung sang nhà của Ngạch Hán. Không, Ngạch Hán có rất đông cung ở nhà. Không phải là ít. Vâng, ăn một bãi gỗ mới. Tham lai 78/118. Này cho đi. Cho trái đi bóng nào. Đi.
Như vậy là khó rồi. Tỷ số đã thành 1-0 dành cho các thủ Trung Quốc ở trong trận đi đấu đầu tiên này. Một trận đấu mà tôi đánh giá là Cam Quýt hồi bán máu khá tốt, nhưng mà Cam Quýt thiếu hơi lỗi trận này.